Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan gia nhập Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn từ Hà Nội, có thời hạn 1 năm. Có thể xem đây là cơ hội lớn cho Đoàn Văn Hậu khi mà có thông tin cho rằng Hà Nội và Heerenveen có thỏa thuận đảm bảo cho hậu vệ Việt Nam thi đấu ít nhất 20% số trận của đội bóng Hà Lan. Chúng ta bàn cái chuyện lợi hại đó là từ cái góc độ nào nữa cơ. Ví dụ như Công Phượng ở lại trong nước, anh ta được thi đấu thường xuyên. Và vấn đề đặt ra là để làm gì? Ví dụ như so với cơ hội đá vài trận ở giải vô địch quốc gia Mỹ, anh ta thấy cái nào quan trọng hơn thì anh ta hướng tới cái đó. Cho nên là tôi mới nói là lợi hay hại thì là tùy theo cái góc nhìn, tùy theo cái mục đích của những người trong cuộc. Bây giờ Đoàn Văn Hậu có một cái cơ hội thi đấu ở Heerenveen. Nếu như anh ta tận dụng tốt được những cái cơ hội hiếm hoi của mình và anh ta lại có dịp được mời sang một đội khác, bóng khác lớn hơn nữa, thì theo tôi là cái chuyện đó là cái điều mà xưa nay chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Sau Công Phượng tới Sinchuden, tới lượt Heerenveen săn đón Đoàn Văn Hậu cho thấy bóng đá Việt Nam phần nào đã được quốc tế thừa nhận và chú ý. Nhưng ở khía cạnh khách quan, có thể thấy bóng đá Hà Lan đã có sự thay đổi về chiến lược nhân sự. Trong quá khứ, Hà Lan là cái nôi cung cấp siêu sao cho toàn châu Âu với những lò đào tạo chứ danh. Câu lạc bộ Văn Hậu sắp tới cũng là bệ phóng tạo nên những tên tuổi như Van Nistelrooy hay Klaas-Jan Huntelaar. Nhưng giờ đây, đào tạo trẻ không còn là ưu tiên số 1 của đội bóng nhỏ Hà Lan nữa. Càng ngày thì thế giới càng hiểu nhau hơn. Riêng trong cái bóng đá chuyên nghiệp thì càng ngày người ta càng có cái nhu cầu mà họ phải đi đến những cái nơi xa hơn để họ tìm và phát hiện cầu thủ trẻ. Nếu như trước đây chưa có ai để ý tới bóng đá Việt Nam thì bây giờ có những cái người họ buộc phải tới để họ tìm kiếm nhân tài. Cái đó là một cái chuyện bình thường trong cái làng bóng đá đỉnh cao, nhất là những cái nền bóng đá như là Hà Lan, là họ buộc phải tìm kiếm những cái tài năng ở trẻ ở càng xa càng tốt. Bởi vì nếu như chỉ đào tạo cầu thủ trẻ trong nước thì họ cũng không giữ được. Cái thị trường của Hà Lan là nhỏ lắm, nhân tài cái nguồn lực là không nhiều, và vì thị trường nhỏ cho nên là cái nguồn thu, nhất là nguồn thu truyền hình thì không cao. Họ có đào tạo được cầu thủ thì rồi đến một lúc nào đó nếu như cầu thủ đó thật sự cất cánh thì họ cũng mất. Cho nên là bây giờ ở bên bóng đá Hà Lan là từ hàng chục năm nay là người ta đã có cái chủ trương là bây giờ không đào tạo nữa. Bởi vì đào tạo một cậu bé từ 6-7 tuổi trở lên thì quá sức là công phu đi. Họ đi họ tìm tài năng trẻ ở những nơi khác họ đưa về, họ cũng vẫn đào tạo nhưng mà vài năm thôi. Như Đoàn Văn Hậu tính ra là một, đối với ta là một cầu thủ trưởng thành rồi. Nhưng mà thật ra là ở một cái độ tuổi đó là độ tuổi trẻ vẫn còn phát triển được. Thì nếu như mà họ thành công thì họ có thể họ tận dụng được cái tài năng đó. Việc Đoàn Văn Hậu bất ngờ gia nhập Heerenveen khiến huấn luyện viên Park Hang-seo quá bất ngờ đến mức không kịp trở tay, vì hậu vệ trẻ này có trong toàn tính nhân sự của ông Park ở trận gặp Thái Lan sắp tới tại vòng loại World Cup 2020 và sau đó nữa là SEA Games vào cuối năm ở Philippines. Giả sử tôi là Đoàn Văn Hậu thì tôi sẽ chọn cái cơ hội đó. Tất nhiên là cơ hội thì chúng ta chưa biết là nó có thành hiện thực hay không. Nhưng mà tôi thấy cái chuyện đó nó quan trọng hơn là anh ta sẽ thi đấu thường xuyên trong nước, anh ta sẽ vô địch, anh ta sẽ khoác áo đội tuyển quốc gia và anh ta không bao giờ có cơ hội thi đấu ở châu Âu. Đó là tôi nói là tùy mỗi một người họ thấy cái gì là quan trọng thì họ hướng đến cái đó. Đoàn Văn Hậu có cơ hội thể hiện tại Hà Lan và nếu tận dụng được cơ hội thì theo giới chuyên môn, cuộc phiêu lưu của tài năng trẻ Việt Nam có thể sẽ không chỉ dừng lại ở xứ sở của những chiếc cối xe gió.